Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình Hôm nay Apple đã phát hành ra bản iPad OS 17.3 Beta 3 các bạn Thì cái bản iPad OS 17.3 Beta 3 này nó có cái gì mới thì mời các bạn xem video Đầu tiên, trước khi đi vào những tính năng mới, chúng ta sẽ cùng xem cái dung lượng cập nhật của cái phiên bản iPad OS 17.3 Beta 3 này. Chúng ta có cái dung lượng là 523 MB các bạn. Là mình lên từ cái phiên bản iPadOS 17.3 beta 1. Các bạn nào mà lên từ cái phiên bản beta 2 mà lên beta 3 thì cái dung lượng nó sẽ khác đi một chút, có lẽ nó sẽ thấp hơn cái dung lượng của mình ở đây. Hoặc bạn nào mà sử dụng iPadOS 17.2.1 mà các bạn lên thẳng luôn cái phiên bản iPadOS 17.3 beta 3 này thì cái dung lượng nó sẽ lớn nha các bạn, tầm khoảng 5 6 GB. Đó, nên là nếu mà các bạn thấy dung lượng lớn quá thì các bạn cũng không nên quan mang nha. Tiếp theo chúng ta sẽ đi xem cái bản mã của cái phiên bản iPadOS 17.3 Beta 3 này bằng cách vào phần cài đặt, vô phần giới thiệu và vô phiên bản iPadOS. Chúng ta cũng có cái bản mã giống như trên phiên bản iOS đó là cái bản mã 21D5044A. Thì chúng ta có cái chữ cuối là chữ A cho nên là... Vào tuần sau chúng ta sẽ có bản GC mình đã nói tới trong cái video là iOS 17.3 beta 3 có cái gì mới rồi. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là cái phiên bản beta 3 này nó có cái gì mới. Đầu tiên đó là vô phần cài đặt, vô phần phay id và mặt mã sau khi mình đã truy cập vào được cái phay id và mặt mã mình kéo xuống dưới các bạn thì không giống như trên iphone ipad os không có cái tính năng là bảo vệ thiết bị khi bị đánh cắp mình cũng không hiểu tại sao apple lại đưa cái tính năng là bảo vệ thiết bị khi bị đánh cắp vào iphone nhưng lại không đưa cái tính năng bảo vệ thiết bị khi bị đánh cắp vào ipad Dường như Apple suy nghĩ rằng iPad chúng ta luôn luôn ở nhà cho nên là không cần thiết phải thêm cái tính năng bảo vệ thiết bị khi bị đánh cắp. Rất là tiếc cho điều này. Hy vọng trong tương lai Apple sẽ đưa cái tính năng đó vô trong iPad luôn. Rồi, tiếp theo một cái tính năng nữa đó là liên quan tới phần camera. Và mình truy cập vào cái phần định dạng thì mình cũng không có cái chế độ quay video không gian. Cái chế độ quay video không gian Apple chỉ dành riêng và ưu tiên cho cái dòng iPhone 15 Pro và Pro Max. Mặc dù cái con iPad này nó chạy cái con chip là M2 và camera cũng quay được 4K, nhưng mà Apple lại không bổ sung thêm quay video không gian trên iPad. Tại vì có lẽ Apple nghĩ không ai đời nào lại cầm iPad để quay video hết các bạn. Cho nên là Apple chỉ thêm vào trong iPhone mà cụ thể là iPhone 15 Pro và Pro Max. Tiếp đến một cái tính năng mới nữa đó là liên quan tới phần nhạc Apple Music trên iPad thì trên iPad thì cũng được cập nhật cái tính năng giống như trên iPhone các bạn. Cụ thể là ở đây mình bấm vô cái phần tất cả playlist của mình và mình vô cái phần album này ở đây thì Apple cũng thêm một cái tính năng là album cộng tác vào trong Apple Music trên iPad nha các bạn. Bạn nào sử dụng iPad hoặc là iPhone cũng có thể thêm vào album cộng tác và mời bạn bè mình thiết lập thành một cái album cộng tác như thế này để các bạn có thể cùng nhau nghe những cái bài hát hay trong album đó hoặc cụ thể là các bạn có thể sửa đổi, xóa hoặc là thêm bớt bài hát vào trong cái album cộng tác của các bạn. Tiếp theo là chúng ta sẽ cùng nhau đi xem cái ghi chú phát hành của cái phiên bản iPadOS 17.3 beta 3 này do hồi tuần trước là cái phiên bản iOS và iPadOS 17.3 beta 2 đều gây ra cái tình trạng là treo logo cho nên chúng ta không có cái phiên bản iPadOS 17.3 beta 2 các bạn, chúng ta chỉ có phiên bản iPad OS 17.3 beta 3 và chúng ta vào cái phần ghi chú phát hành ở đây. Thì trong cái phần ghi chú phát hành uh, trên iPad thì chúng ta cũng có một cái dòng chữ đó là fix lỗi uh, khi mà các bạn thực hiện giao dịch với cái giá trị cực kỳ lớn đó, nó chỉ có một cái dòng phíp lỗi như vậy thôi các bạn. Apple cũng không có nêu ra là phíp lỗi gì hoặc là cụ thể những cái lỗi gì trên cái phiên bản iPadOS 17.3 này cả. Tiếp đến là cái phần lỗi, cái phần lỗi mà tình trạng trên iPadOS và iOS đều bị đó là cái tình trạng lắc thông báo các bạn. Mình mới cập nhật lên á thì mình không có bị lắc thông báo, các bạn có thể thấy. Nhưng mà bây giờ sau khi mình quay cái video này thì cái thông báo nó bị lắc rồi các bạn. Đó, các bạn có thể thấy là nó bị lắc khi mình vuốt xuống và mình vuốt lên lại mà nó lắc có vẻ là nó còn nặng hơn trên iOS nữa các bạn. Ngoài cái lỗi đó thì còn một số cái lỗi lặt vặt khác ví dụ như mà hình nền nhưng mà mình đã hứa với các bạn là mình sẽ không nhắc vào trong cái những cái phiên bản tiếp theo nữa tại vì Apple cũng không có fix. Ngoài cái lỗi lắc thông báo này nó có thể nó gây ra tình trạng khó chịu cho các bạn cho nên mình nhắc trong cái phiên bản iPadOS 17.3 này. Rồi nếu mà các bạn đang sử dụng iPad Pro hoặc là iPad Air, iPad uh, Gen 9, Gen 10. Nếu mà các bạn hỏi mình là có nên lên cái phiên bản iPadOS 17.3 Beta 3 này hay không thì lời khuyên của mình là nếu các bạn lên thì các bạn nên lên cái bản là iPadOS Public Beta 3 thì cái bản Public á, nó sẽ ổn định hơn là cái bản Develop Còn nếu mà bạn nào muốn chơi hệ Beta Develop thì các bạn trước khi lên cái phiên bản iOS 17.3 Beta và này thì các bạn nên sau lưu iCloud rồi các bạn hãy lên cái phiên bản beta 3 này để đề phòng cái trường hợp chúng ta bị giống như cái tình trạng beta 2 là các bạn bị treo logo khi các bạn update lên cái phiên bản beta 2. Tiếp theo là chúng ta sẽ đi xem cái ngày phát hành thì cái ngày phát hành ở đây chúng ta um, hôm nay là chúng ta có cái bản beta 3 và chữ cuối của cái bản mã này là chữ A thì vào cái ngày 16 17 tuần tiếp theo chúng ta sẽ có cái bản iPad OS GC và sau đó tới ngày 23 24 là chúng ta sẽ có bản iPadOS chính thức. Nó phát hành đồng thời với bản iOS luôn nha các bạn. Rồi nếu mà các bạn hỏi cái tình trạng sử dụng pin trên iPad của mình như thế nào. Thì mình cũng mới lên từ sớm tới giờ thôi các bạn. Các bạn thấy ở đây là mình còn 90% pin. Là nó mắc có 10% pin từ sớm giờ mình cũng không có sử dụng iPad nhiều. Cho nên là mình cũng không thể chia sẻ cho các bạn là thao tác nó như thế nào. Và mình cũng quên chấm điểm Gipen trên cái iPad này. Nhưng mà mình hứa với các bạn là à, vào Chủ nhật tới mình làm về cái phiên bản iOS sau vài ngày trải nghiệm mình cũng sẽ làm luôn về iPad OS. Sau vài ngày mình trải nghiệm, mình sẽ gộp hai cái video này chung lại với nhau. vừa đánh giá bản iOS và đánh giá luôn cái bản iPad OS sau vài ngày sử dụng. Lúc đó mình sẽ chấm điểm Geekbench cho các bạn xem luôn nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem đến hết video. Nếu mà các bạn thấy video hay thì đừng quên like share và bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.